Hello cô chú anh chị và các bạn, hôm nay mình đi ghé qua nhà của người cô hai, là ngày chúc thọ 80 tuổi của cô. Thì hôm nay mình lãnh được cái trách nhiệm đi quay phim với chụp hình để làm kỷ niệm cho cô. Thì hôm nay mình ghé qua đây thì kính mời cô chú anh chị và các bạn vô theo chân mình vô trong nhà này để tham gia ngày lễ chúc thọ 80 tuổi của cô nha. Cô hai, mình gọi là cô hai. Ok, thì cái nhà này bà hỏi mình có quen lần rồi phải không? Rồi bữa nay mình chỉ ghé qua quay phim lần nữa cho mọi người xem. Ok. Chứ còn cái nào mà có nhậu thợ mới nấu chứ không? Không có thợ. Quay phim này bỏ mấy cái lên phim là người ta coi tôi gửi chết luôn á. Rồi sao? Tại làm gì tại? Món này lên phim này coi tôi gửi chửi chết. con đang cử cái lá xà rồi ăn món đó không được. Đi đang gặp bạn ai lên phim á? Đang quay. Có chị Hiếu với anh Luân với Ngọc Huệ lên thôi á. Ngọc nữa. Hello everybody. Happy birthday to mommy. Happy new year everyone. Chúc mọi người năm 2021 dồi dào sức khỏe làm ăn phát tài nha. Vạn sự như ý. Đêm nay chúng ta chung vui no say nha. Có mọi Zoom meeting không? Giờ tí rồi mà anh mới say xe hello kìa. Happy birthday mày. Thank you cô. Vô đi. Vô đi. Vô đi. Hả? Lúc này chưa? Rồi. Bộ gan. Cái này bộ gan nè. Những thứ mà bổ gan bổ phổi, champagne rượu mạnh 40 độ uống vô và né thở luôn. Mẹ cái này chiên chừng nào về cái là tóc tai nó bay mùi. Sắp sửa nghe tới mầm này. Có vụ này nữa sao? Chết là đẹp. Có chanh dây khế nữa. 40 độ mà dám bút vô mà. Non cái này tôi đó 40 độ mà. Nước rượu này nó cũng mặn mặn lắm nè. Nếu mà để nước rượu này vô là mặn. Rượu 3K, hồi để 3K. Phải phải cái gì? 3K. Hả? 3K là rượu có mễ á. À đúng rồi. Vodka mà chơi cho nó dài muỗng hay là sao thì cho ngạo anh giống như chấm mà bằng muỗng rồi, muỗng canh rồi. Mùi thơm á. Dạ muỗng canh có mùi thơm rồi. Bỏ vô cái nó táp lửa lên rồi đã lắm. Rút rô vào. Này lên trên là con chửi nè. Con khác lên khói đã. Lên khói đã. Nhìn không có đã mà coi trên phim. Hai tiên. Nhìn trong phim này có ai anh tí ơi, có hello đi. Đâu, em đâu thấy gì đâu. Nó tí nữa thấy. Ờ, tí. Nên đang quay phim bây giờ nhìn vô tí nữa thấy không? Lobster có giấm không? Lobster này nói gì? Cái này ngon mà cholesterol hơi hai. À, đó.
Thường thường những món ngon không bao giờ tốt cho sức khỏe. Cái này chưa có nấu, nó chưa nướng nữa. Chị nướng cái đó phải nướng à? Ờ, nướng nè. Dạ. Em nấu ăn để lên cái lò trên đàn. Và canh khoảng chừng 20 tới 25 phút. Còn lá cách thì nó rụi. Cải nha. Lấy theo cái tường nhà chị đó. Cái gì mình cho nó dạch loại này nè. Xin để về bắt cái ghế đừng nha. Dạ. Nè. Cái cải cái hồi nãy ai gửi cho chị đó. Hello chị Hiếu, anh Luân với Huệ với Ngọc. Hôm nay là 80 tuổi của bà lão. 82, 116 tuổi người ta không mà. 80 trẻ hơn. Sao có chúc bình an, sức khỏe dồi dào cho bà lão không? Món thứ độc địa không à? Con hai cũng thèm ăn lắm mà cũng không dám ăn nhiều. Ồ, con hai ăn này ít không, con hai này có hai ăn nhiều quá không tốt. Cholesterol ghê hồn lắm. Chị có bị không? Chị có bị mỡ cao không? Hơi hơi. Chị có bị mỡ trong máu? Bị hơi thôi chứ không phải là mình cao. Không có tốt sức khỏe. Bị hơi sức khỏe thì mà thấy nhìn thấy nó có hơi ngứa ngứa. Thấy nó cũng nhìn thấy nó cũng ngứa mắt quá nên thử làm sao. Ok, xin mời mọi người nha. Đi chơi phải tái cà phê về nhà không có hình nữa. Xong á, đám cưới thì chị của anh ấy là anh chụp nguyên cuộn phim luôn. Thôi về nhà mình không có tấm nào á. Ai không có hình nha, mình không có. Thả chụp hình đi về là không giờ có hình. Là đi chơi với ký xin về á. Chụp đâu gần ngàn mấy trăm tấm, mình có được cái chừng 2-3 tấm. Mà nhờ thằng Khang Bình nó chụp nữa. Mắt nửa đầu nửa đuôi luôn la. Ừ. À, hai cục được rồi. Em nhiều quá chịu. Cholesterol và bác sĩ than phiền quá. Hôm nay là chúc thọ cho con hai 82 tuổi. À, mình nói 80 tuổi bao không chịu, bây giờ 82 tuổi. Hello anh Luân, chị Hiếu, Hiền, Ngọc với Huệ. Hôm nay mình qua đây mình chụp hình quay phim cho con hai. Ăn mấy món này ké ngon quá. Đúng là tử không dám ăn ngon mà tại vì thấy ngon quá bỏ qua không được. Ăn hai cục thôi. Vì hẹn gặp mấy người sớm nha. I see you very soon, ok? See you very soon, so come over. Get ready. Ok, thank you everybody. Lớp ấp chảo ạ. Lớp ấp chảo mà ăn khỏe hơn. Chụp xong okay. Đầu tiên nha. Chuyện bảy đâu? Nạp Napoleon nhé. Oh my god. Mà tao tưởng là hình con rồng chứ ai vậy trời, chai rượu. Chai rượu, rượu mà làm bằng chai con rồng. Wow. Nghe. Oh, đọc chữ nữa. Napoleon. Trên chơi dừng giống chú rể mà. Giống chú rể. Rể che. Cây cầu vạc lên đó chú rể. Chú rể một hồi. Cái này về sẽ tài vậy.
Dạ. Dạ. Mệt chưa? Cảnh này. Là mới vô thay đồ nấu ăn nấu làm cái này kia được xào lớp tà xong này luôn bà xã đâu vợ bên cái nhỏ nó đi nó cũng bên đây nè hả cần phụ bà chị đâu tay mẹ đây ăn chút bà ơi bắt mẹ không má ăn má đâu không chào má má con chưa đi xuống được vợ con đi đó không sao nha chụp tuần ừ, bắt đẹp rồi hôm nay mới hơi nó về ra đó mới giờ mà nó về bác khỏe không mệt quá cả ngày không có mấy cô mấy gì mẹ con ở xa con gọi là mẹ con mà mẹ con lâu mới gặp má chứ đâu phải đó chụp hình đi tâm sự sát chụp hình đi hả muốn bác muốn đứng ở đâu ra quá chồng chụp tấm đi chi quá trời ơi chị tin không đó quá nổi quá. Rồi, chưa rồi vô mình vô. Đây, chú. Lâu lâu có dịp được. Ok, cheese. Con biết chứ. Rồi, đẹp quá, cảm ơn anh. Tốt quá. Rồi, có dịp. Con có dịp má con còn ở đây, có dịp được gặp. Rồi, qua đây, qua vô. Mình người mẫu hay tài hả? Đẹp quá là đẹp. Yêu. Có đầy đủ hết, gửi về đầy đủ. Ôi, về cho bà này hả? Thế nào làm cái đầy đủ quay gửi đi nữa. Hả? Quý lắm đó, bác quý lắm. Bên này đi quay, bên này quay phim cho bà lão này. Dạ, dạ, dạ. Lỡ bác chỉ cho bác. Dạ, bác lên sao bác chỉ con. Đầy đủ hết, cũng 5 đứa con, 6 đứa con, đầy đủ hết. Có một cái bài thơ đặc biệt nhất cất vô rồi con thương mẹ, mẹ thương con, hai mẹ con mình thương nhau suốt đời luôn. Cô trong đó có một miếng nhẹ từ không 4 số 9 con miếng 4 số 9 tức là một lượng tính là một lượng là một lượng 4 số 9 cây bia trị giá bao nhiêu? 1.900 này bác để trong cái đùng hải trong ở đây đúng là 1.930 1.930 à vui quá chúc mừng bác à. Xuất sắc nhất là cái chai nạp hôn chai nạp hôn này ồ trả lời cho bà hai đứa hai đứa con gái cũng không cái này thẳng trai đây hai đứa con gái thì có gọi điện về hết rồi coi như là không về nhưng mà gọi điện đầy đủ hết là cháu con cháu đầy đủ hết tốt quá rồi bác hạnh phúc rồi tuyệt vời đó vâng con chơi dạ con chơi bác tự nhiên ăn gì rồi về là ăn chưa trời thầm vũ với lại quay hôm tay Vũ Quy hả? Vũ hả? Quy sao nói với nhà vợ nó có bầu mà nếu mới đi làm á, nó đi làm mà nó làm biên rồi. Ủa em có kêu Quy không? Có mà nó để nó cũng đi không đi nó cũng đi chú nó nói với thằng con á ăn nãy giờ này đi vòng ra đi vô ăn nè mai mới lên nằm tình tình hồi đủ tình nó xích rồi chờ chiếc nó đem ở nhà luôn hồ đạt quá rồi ừ cái này nhiêu phải không cái này oyster bự quá hả ô cái này không lấy không lấy biết nói chuyện gì trời cái này to lắm ăn được mấy con vậy mình lấy vũ khí rồi này anh có đây tự nhiên tay cứ để đó đi hey. Cái này như mình ra cầu Skyway mình gỡ con Skyway hả ừ. Có xong có phải không ừ mấy cái cầu mà cầu đá nó bám vô á mà nó có bự gì không nhầm con còn bự hơn nữa chứ bự hơn gì không heo quay ra thử nướng nè thử nướng rất dễ sâu đứng ở trong chính cái đầu ngoài đó nó bị khép quên tại vì kia mình quên bật cái nào kia bật khác rồi chơi Việt Nam không được chơi Việt Nam nhưng mà vẫn nghe cộc 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 nghe góp 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 cái đó là ngon á
Ngon mất phước lục thọ này. Nhìn thấy còn ngon hơn phước lục thọ. Chờ món này nè. Mọi người ơi, mọi người ơi, vô heo quay tự nướng nè. Ăn quỳ tại chỗ luôn rồi, mời mọi người nha. Vợ chồng còn đi tam thai lấy đồ hàng nữa, không có đây là cũng đủ. Mới giòn nó đã thiệt không? Heo quỷ nhà tôi nướng ngon giòn vậy. Giòn. Đây là Michael. Tối quá, Michael có thấy gì không? Michael, hai Michael đang bận. Michael, đây là anh Dũng. Dạ, anh Dũng. Giỏi quá. Mình mình anh Dũng gặp chưa? Chưa. Chưa. Mình còn đi. Để mình. Đang đang em nói chuyện chụp hình thôi chứ chưa gặp nói chuyện. Qua nó đâu? Ở lên thôi lấy. Ô lấy, được đấy mà. Ừ, năm tứ chạy thẳng. Là nó lấy cũng gần đây mà. Vâng. Cái này mình nướng lại, nó nướng rồi mình làm nướng lại. Mình nướng chín rồi mình nướng lâu quá mình bị xèo. Này tự ớt tự nướng luôn mới hay chứ. Mình làm mình nướng được. Càng nay bận biểu hơn tôi lấy cho bạn. Về thì cách ly về không có được cách ly không vô đồ về.